xin chào các bạn nha à, hôm nay mình lại tiếp tục chuyến đi rừng cho nên là mình uh, lại tiếp tục uh, giới thiệu cho các bạn về một cây thuốc đó là cây sói rừng các bạn nha đây này đây là rừng nguyên sinh các bạn này đây này đây nhưng các khu vực này là còn rất là rậm rạp này đấy đây nha quay toàn cảnh cho các bạn xem uh, theo dõi nha ở đây là cũng uh, người ta cũng phát phá đi một uh, một số cây ở dưới thấp rồi đấy, đây này người ta còn chặt uh, chặt gỗ này, đấy thì uh, <laughs> quay trở lại chủ đề thì hôm nay thì mình uh, đi tìm cây sói rừng các bạn nhá, thì hôm nay uh, mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cây sói rừng là nó như thế nào này và nó mọc như thế nào này, đây này đây nha các bạn xem này, đây thì bắt uh, bắt đầu này uh, mùa xuân cho nên là nó ra chồi non này, bây giờ còn sót lại uh, một số quả nhỏ này, đây quả nhỏ màu đỏ nhé các bạn nhé đây sẽ chuẩn bị dụng hết rồi đấy đây cái này mình tuốt ra để vứt để sau nó lại mọc đấy đây là cây uh, sói rừng các bạn nhé thì cây sói rừng thì nó uh, có tác dụng là kháng viêm rất là tốt các bạn ạ à, chống viêm đấy. đấy nó được mệnh danh là một trong những cái cây thuốc mà nó công dụng của nó không thua kém gì những cái loại thuốc uh, kháng viêm uh, chữa bệnh khớp uh, của tây y các bạn nhé đấy đây đây thì những thường hay mọc là những ở khu vực đồi núi cao và ẩm thấp các bạn nhé thì mới có đây này đây mọc rất là nhiều này nhưng mà người ta phát đi rồi các bạn này tiếc lắm các bạn ạ đấy đây này đây này đấy thì hình thù này hình lá nó có hơi hình răng cưa đây một chút này quả hơi màu đỏ này thì hết mùa dụng thì chúng ta nhìn cũng vẫn dễ này đây thì đốt này đấy nó thành những cái đốt này Đấy, mùi vị rất đặc trưng các bạn nhé nó có tinh dầu rất nhiều ấy đấy, nó có tác dụng kháng, kháng viêm giảm đau rất tốt thì nó đặc biệt công hiệu trong uh, chữa bệnh về đau nhức xương khớp đấy, trong đó thì có một chứng bệnh đó là viêm khớp dạng thấp nhé đấy, rất là tốt các bạn ạ đấy hai nữa là nó còn có tác dụng là ức chế các tế bào ung thư rất là tốt các bạn ạ đấy đây mình theo theo các bạn này đây mời các bạn xem này theo dõi này đấy khá là nhiều các bạn ạ đây này mình quay sang bên này một chút này nhưng mà cây nó hơi nhỏ cho nên nhổ hơi lâu các bạn ạ nhổ khá là lâu đây nhé các bạn nhé đấy thì bạn nào mà có nhu cầu cây xoáy rừng thì nhà thuốc của mình vẫn cứ để cho được nhá các bạn nhá đấy, để các bạn mang về chữa bệnh cái này thì cây này có thể là dùng độc vị cũng được hoặc phối hợp với một số vị thuốc khác để trong chữa bệnh về đau nhức xương khớp thì cây xoáy rừng này và cây quả xước này ba là thổ phục linh này thì các bạn chỉ cần dùng ba thứ này nhé thì là những cái khớp xương đau nóng đỏ này đau buốt nhức mình mẩy này các thứ thì nó giảm tác dụng nó cũng khá là nhanh các bạn ạ đây cái này mình ứng dụng lâm sàng trong các chữa bài thuốc của gia đình của mình rồi ấy là nó rất là tốt các bạn ạ chữa rất là lâu rồi Đấy. thì ngoài ra nó còn có một à, à, vài công dụng nữa nhưng mà mình chỉ nói những cái, cái bệnh chủ trị thôi chứ còn mình không nói thêm à, lan man sang à, những cái bệnh mà nó chữa được nhiều bệnh nhưng mà nó hiệu quả nó tính hiệu quả nó không cao bằng chữa bệnh về xương khớp nhé và à, nó ức chế tế bào ung thư thì mình cứ dùng đấy à, dùng độc vị dùng pha nước uống hàng ngày các thứ nhé đun nước uống để đủ nước uống hàng ngày rất là tốt các bạn nhé đấy thì Dễ nó cũng có mùi thơm lắm các bạn ạ đây mình lấy cả dễ cả thân cả lá luôn đây mình đi quay rừng trực tiếp hôm nay mình mọi khi mình giới thiệu cây xoáy rừng cho các bạn nhưng mà hôm nay mình đi rừng trực tiếp để mình giới thiệu cho các bạn đấy nhổ cũng dễ lắm các bạn ạ đây này mùa này nó đang ra chồi non rất là nhiều này đấy đây rễ này Dễ nó cực kỳ là tốt nhưng mà lấy cả thân cả rễ cả lá các bạn nhé. Đấy. Thì bạn nào có nhu cầu thì cứ alo cho mình nhé. Đây số lượng của nó cũng vẫn còn, nhưng mà cái này thì mình phải đi rừng xa lắm mới có được các bạn ạ. Không phải dễ gì đâu. Ở vùng đồi núi thấp với lại khu vực có khí hậu ấm thì nó không không có cái vị thuốc này đâu. Cho nên là phải đi rừng xa lắm. Hôm nay ở trên núi rất là cao này. Đấy, các bạn nhìn. Nhìn xa đấy Đấy trên vùng núi mình Đấy nhìn này Đấy các bạn uh, Quan sát nhìn xa xa cho xem, xem Bên này Nhìn đấy Rất là cao Bây giờ mình đứng ở bên này rất là cao Thì mới có vị thuốc này nhá Thì công dụng của nó Thì uh, như vậy các bạn ạ Đấy nếu mà vùng nào của các bạn có Thì các bạn uh, Cứ dùng uh, theo uh, như của mình ấy Đấy ví dụ Vị dụ vụ là Dùng 15 đến 20 gram các bạn ạ Xong rồi kết hợp với cỏ xước nữa với thủ phục linh nữa thì ba vị cứ bằng nhau ba vị này nó đều chữa khớp rất tốt nó ra khả giảm đau kháng viêm rất tốt nhất là lúc nào đau nhiều có xương đau nóng đỏ thì dùng rất tốt các bạn nhé đây thì mình xin phép được chia sẻ cho các bạn về ba vị thuốc để kết hợp thành một bài thuốc chữa xương khớp nó cũng khá là hiệu quả các bạn nhé đấy thì rất mong các bạn trong thời gian tới lại tiếp tục ủng hộ kênh và chia sẻ giúp mình để mình chia sẻ thêm cho các bạn về những cái cây thuốc hay bài thuốc quý ở khu vực mình có cũng như là mình giới thiệu để ở vùng nào các bạn có các bạn không biết công dụng thì các bạn có thể ứng dụng hoặc là chúng ta có thể là trao đổi các cây thuốc và vị thuốc với nhau nhé à, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều à, rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ kênh và chia sẻ kênh cho mình nhé xin chào các bạn